Nè mẹ, anh lừa tôi, anh lừa tôi mà. Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Anh thương hả? Ăn nhiều vô nha con. Mấy món này á là tự tay bác làm hết á. Bảo đảm ngon mà sạch sẽ nữa. Con cứ yên tâm. Nè, anh ăn đi. Mẹ. Ơi, mẹ, con quên, con không nói mẹ trước. Anh Hoàng á, anh đang giảm cân, anh không ăn thịt được đâu. Mẹ để con ăn cho. Anh đâu có giảm cân đâu. Nè, anh ăn thịt làm gì, anh ăn nhiều rau vô cho tốt. Cái con nhỏ này, mẹ nó mà nó còn chưa bao giờ chăm kỹ được như vậy á, giờ còn dở tình cảm trước mặt mẹ nữa chứ. Con thấy đó, gia đình á chỉ có hai mẹ con bác à, cho nên á bác làm bao nhiêu tiền á là gom lại lo cho mình nó hết á. Tụi con á tranh thủ qua Tết cưới đi, rồi á sanh cho bác một đứa cháu ngoại bụ bẩm để bác có cháu ẩm bồng đỡ buồn cái tuổi già. Dạ thì con với Danh thì á cũng đang tính là. Tính cái gì mà tính, cưới càng sớm bác cho tiền càng nhiều. Nếu qua Tết cưới liền á, bác cho con cái miếng đất bác mới mua 1 hecta. Hai đứa con á muốn kinh doanh làm ăn cái gì thì cứ kinh doanh, rồi thích chiếc xe nào á nói bác mua cho chiếc xe đó để tiện đi lại. Sẵn á bác sang tên cho hai đứa cái căn nhà bên Phú Mỹ Hưng á để tụi con ở thoải mái rộng rãi một chút. Dạ dạ con cũng cảm ơn bác nhiều lắm. Con hứa là sau này á con sẽ làm cho Vinh này á hạnh phúc nhất cuộc đời này. Dạ hả? Ừ. Dạ anh tính ban là hạnh phúc cho em được mấy năm. Cái con này ăn nói gì kỳ cục vậy con? Em nói gì vậy? À, con cũng mới biết đây thôi. Tội nghiệp anh Hoàng lắm mẹ. Anh sợ con buồn, anh đâu dám nói là anh bị bệnh nan y đâu mẹ. Cái gì? Cho nên là bây giờ con nghĩ là mấy cái chuyện mà lái xe nè rồi xài tiền á, anh không có đủ sức khỏe để mà làm đâu. Mẹ khỏi cho đi. Ê, khoan bác ơi đây. Em, anh bị bệnh lần nào anh đang khỏe mà. Ai đồ mát nhơn vậy? Là tôi nói đó. Lui lại. Ủa, Linh, con mới qua hả? Ủa, em. Anh nói với tôi bị bệnh nan y mà. Chết trời. Thì bây giờ tôi đem bông qua đây nè, cúng anh trước luôn á. Sao em ở đây vậy? Ủa sao không được ở đây? Tôi qua tôi thăm dì tôi. Dì? Chị tôi. Sẵn tiện á, coi kịch anh đóng luôn. À, vậy là anh lừa tôi. Để anh qua đây á, anh cưới chị tôi. Hả? Hay sao? Trời ơi, sao vô vậy? Trời ơi, trời chết anh. Trời đất ơi, vô ngồi đi. Thiệt á. Trời ơi, nó máu. Trời ơi, anh bị cái gì vậy? Hả? Anh bị cái gì? Sao anh không nói cho em biết? Anh cho em buồn. Anh bị bệnh nan y. Anh sắp chết rồi Linh ơi. Anh không sống nổi nữa. Anh thấy trong người sao rồi? Anh mệt lắm. Anh tệ quá phải không Linh? Anh vừa nghèo còn bị bệnh nữa. Linh ơi, cái số tiền mà anh mượn em á, anh lấy anh chữa bệnh hết rồi. Anh cố gắng cho anh thời gian đó nha. Nếu mà có phép màu nào đó cho anh khỏe lại, anh đi làm, anh kiếm tiền, anh trả cho em nha. Còn không, chỉ còn có một cách nữa thôi. Em lấy tiền phúng điếu của anh đi. Trời đất ơi. Anh đừng có nói vậy có được không? Cái điều quan trọng bây giờ là chữa bệnh cho anh chứ không phải là tiền bạc. Anh hiểu không? Cầm lấy số tiền này mà lo cho bệnh tật của anh. Anh yên tâm đi, xài hết đi. Hết rồi nói em đưa thêm cho. Cái điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh nha. Linh kỳ lắm nên anh lấy tiền không em có kỳ cái gì hết. Anh cứ giữ lấy, em sẽ đồng hành cùng với anh, yên tâm nha. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Thằng khốn nạn này, mày dám lừa gạt con cháu nhà này hả mày? Không phải, mày tới số rồi ha.
bày đặt tặng quà đồ đồ nữa hả? Làm mau hả mày? Mày đem về hết đi, tao không có cần. À, bé ơi, bình tĩnh nghe con nói nè. Thật sự là con yêu Jenny, con của bác thiệt. Là thật lòng luôn á. Tại vì hồi xưa con với Linh đến với nhau là lúc đó còn trẻ tuổi mà. Đến với nhau là bộc phát cho vui thôi. Nhưng con cũng rời đi mà, con rời đi trong im lặng. Tại vì con tôn trọng mà, con sợ là Linh sau này bị tổn thương. Nên con... Cái gì? Anh sợ tôi bị tổn thương hả? Anh lừa tôi mà. Chứ không phải á, là anh cố tình lừa tôi hả? Nhưng mà không sao, cuối cùng gì cái số tiền đó chị Jenny á cũng đã lấy lại giùm được cho tôi rồi. Cái gì? Số tiền gì anh đâu trả cho ai đâu. Anh cũng đâu có trả cho Jenny đâu Jenny. Tới giờ phút này mà anh còn ngu ngơ, anh không biết gì nữa hết hả? Cái bình hoa đó là giả mà. Còn tiền mà anh chuyển khoản cho tôi á, tôi gửi tôi trả cho Linh hết rồi. Anh. Đợt này á, anh về ra mắt nhà mẹ em, anh tính mua gì tặng mẹ em vậy? Em bật mí cho anh biết đi, mẹ em thích cái gì? Mấy bữa nay á, em cứ thấy mẹ em á, lướt trên mạng á, cái shop của chú Thái Thái gì đó. Mẹ em cứ lướt đi lướt lại á, coi cái bình hoa đó. Em nghĩ mẹ em thích cái bình hoa đó dữ luôn á. Hay là anh mua cái bình đó anh tặng mẹ em đi. Em đảm bảo với anh nha, anh mà mua cái bình hoa đó anh tặng mẹ em hả, anh qua cửa một cái rẹt luôn. Đơn giản vậy thôi hả? Đúng có rồi. Cái bình hoa thôi hả? Cái bình hoa bán nhiêu tiền? Để em cho anh coi. Đây nè, em có lưu hình về nè. Đây, anh coi đi. Chỉ có 98.050.000 thôi à. Rẻ không? Chỉ có 98.050.000 thôi à. Dạ. Sao vậy cục cưng? Nó bằng 5 tháng lương của anh luôn á. Trời đất ơi, anh sao vậy? Anh tiếc mấy cái này với em hả? Trời ơi, có nhiêu đâu. Bây giờ anh mua đi. Rồi hả, lúc mà tụi mình cưới nhau thì trước sau gì nó cũng thuộc về hai đứa mình thôi mà. Đúng không? Với lại á, anh phải mua cái bình này để anh thể hiện cái sự chân thành của anh dành cho mẹ em. Thì lúc đó mẹ em mới cho anh cưới em. Thôi vậy nè, anh chuyển cho em 100.000 luôn đi, em mua đi. Rồi em chuẩn bị hết mọi thứ, anh chỉ cần đem qua tặng thôi nha. Trời ơi, cưng quá à. Người yêu của em đúng là hào phóng mà. Đó, em nhận được chưa? Có nè. Thương quá à. Trời đất ơi, con tặng ngay cái món quà mà bác đang thích dữ lắm á. Con đúng là vừa đẹp trai, tâm lý mà lại ga lăng ghê luôn á. Bác thích con rồi đó nha. Dạ. Con có nghe Jenny kể á, là bác thích những món quà ở cửa hàng này lắm. Nên con tới đó mua cái món quà tặng cho bác. Mà hên ghê á, tặng ngay cái món quà mà bác thích nữa. Cửa hàng đó bán món nào cũng mắc tiền lắm, đúng không con? Dạ. Bác thích cái này lắm, nhưng mà giá quá cao. Bác còn đang suy nghĩ. Ai vậy, bữa nay con tặng cho bác rồi. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ, quà tặng cho bác mà, mắc cỡ nào cũng được, miễn sao bác vui là được. Cái thằng bé này. Gì là hai người lừa tôi hả? Lừa người thì bị người lừa thôi, có gì đâu. Còn bây giờ cút ra khỏi nhà tôi, đừng có để cái đống chén dĩa này vô đầu anh. Tự khoan đã. Linh, tôi nói cho anh biết, anh là đàn ông, sức dài vai rộng á, thì tự lo mà kiếm tiền ha. Không có được bám váy phụ nữ nữa, nghe rõ chưa? Anh biết. Còn nếu một lần nữa tôi mà thấy anh lừa người ta, là tôi đăng cái mặt qua lên mạng xã hội. Lúc đó, đừng có... Anh biết. Mày nghe chưa? Mày biến khỏi nhà tao liền nha. Dạ. Không thôi á, là tao xử đem mày tại đây á. Dạ, con biến à, con đi mà. Đi vô. Đừng có đánh nữa. Khốn kiếp thì chứ, khốn nạn à. Còn hai đứa bay, xong chưa? Hả? Cái chuyện tài trời như vậy á, mà tụi bay giấu tao, tụi bay không nói trước cho tao biết, để tao làm cái trò cười ở cái bàn ăn này à. Con sợ mẹ chửi cũng đâu dám nói đâu. Sợ chửi à? Bây giờ có chửi không? Mai mốt có quen đứa nào á thì làm ơn tìm hiểu kỹ cho rõ ràng, rồi hãy dắt về đây ra mắt nghe chưa. Còn bây giờ á, hai đứa bay ăn hết cái đống tự bày ra đi ha. Tao ra ngoài ăn, không có ăn uống gì nổi với tụi bay nữa đó. Mẹ. Còn cái cháu à. Mẹ ơi.
ở nhà ăn cơm với con mẹ.